Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Diều Hùng. Sáng sớm thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2024, thưa quý khán thính giả, căn nhà ở Đắk Nông chưa có làm xong, nên mấy hôm nay vợ chồng chúng tôi cũng còn lang thang. Đúng là homeless, homeless people, cái nữa đang lang thang lang thang thì tôi nhớ đến câu chuyện bảo trà mi bảo trà mi cũng đang lang thang lắm kiểu lang thang như thế này cũng không biết như thế nào quý khán giả nhớ bảo gia ghi bảo số 3 kinh khủng thiệt cả nước việt nam mình rất là bàng hoàng các tỉnh như là quảng ninh rồi hà nội rồi các tỉnh trung du bắc bộ hứng chịu bảo gia ghi bão số 3 tai họa ập lên Ai cũng hoảng sợ hết Bao nhiêu thiệt hại Chết chóc đau thương Rồi cơn bão số 4 Lại ập vào các tỉnh miền Trung Từ Quảng Trị, Quảng Bình, vân vân Hai cơn bão đó là đã sanh mặt rồi Thế bây giờ còn có một cơn bão nữa Đó là bão Trà Mì. Bão Trà My đã làm cho cái tỉnh bang Luzon của Philippines thiệt hại 66 người, 66 người rồi. Mưa to, gió lớn, lũ lụt, Luzon chịu không thấu. bây giờ tiến vào Biển Đông của chúng ta và sẽ đi ngang qua Hoàng Sa, rồi sẽ đánh ập tới các tỉnh miền Trung đó là dự trù bảo trà mi như thế trà nhưng mà thực sự tên tiếng việt nam đây là cái sự thỏa thuận của khí tượng quốc tế đó. thì khi nước này đặt tên thì có việt nam đặt tên việt nam mình đặt tên là trà mi và họ phát âm là trà đó là tiếng <laughs> giống như tiếng anh vậy đó nhưng mà nó là trà mi không đó là tiếng buồn và trà my sẽ đi qua hoàng sa có thể đi qua đảo lý sơn rồi gì đó rồi tới các tỉnh miền trung nhưng mà lại có một tin vui ông trời ông động lòng động lòng có lẽ là một trong những trường hợp hiếm hoi vô cùng chưa thấy bao giờ thì vừa mới chạm tới cái mũi miền trung thì dự trù là Bảo trà my sẽ đánh bật ra ngoài khơi sẽ lan thang ra ngoài ngoài biển đông lại tại sao lại có cảnh như thế được bão đang tiến về như vậy và các con đường đi từ xưa tới giờ tính toán là chính xác lắm nhưng lại tới vừa mới ven biển của tỉnh quảng trị quảng bình thì kỳ này theo dự đoán luôn là sẽ bị đánh bật ra biển đông có phải là ơn trên độ trì hay không Dạ thưa quý khán giả, những ai tin vào tâm linh thì cho đó là độ trì của ơn trên. Thường là xảy ra như vậy. Nhưng mà theo khoa học, đây là theo khoa học thôi. Bây giờ là bắt đầu bước vào mùa đông. Những cơn giá lạnh từ ở bên Trung Quốc được vậy nó tràn xuống, nó áp lực xuống thì Ờ uh, bảo nó phải hạ xuống kia phía nam nhưng kỳ này là cơn gió lạnh nó thổi từ bên phía của tây tạng nó thổi qua lào thổi qua lào thổi qua lào thì là cái khí lạnh nó gặp bão thì bão nó ngại khí lạnh khí lạnh là, là là sát thủ của bão nên là khí lạnh từ bên phía của tây tạng tràn qua thì vừa lúc đó đùng một cái thì đẩy Bảo Trà My đi. Dự trù như thế. Tính toán không theo khoa học thì sẽ là chạm ngay cái mũi của các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình. Trà My bị khí lạnh tràn qua đuổi đi. Đó là một điều mừng. Nhưng Bảo Trà My chưa tới, còn đang lang thang ở ngoài Biển Đông á sắp sửa đi qua Hoàng Sa rồi tới đảo Lý Sơn rồi gì đó thì vài ngày vài ngày thì sẽ bị đụng gió lạnh đó, rồi đẩy ra ngoài lang thang ở biển Đông tính toán sau ngày 31 tháng 10 cái cô trà mi này nên trà mi này cũng hung tàn lắm không sẽ đi về đâu coi chừng lại dội ngược lại về Philippines thì tội nghiệp cho dân Philippines vô cùng đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi, tôi mong rằng cũng về tâm linh thôi. Cầu ơn trên độ trì. Độ trì sao cho gió lạnh từ Tây Tạng bay qua tới Việt Nam đúng giờ đúng giấc đẩy cái cua trà mi này ra ngoài khơi đi, ra ngoài Biển Đông đi. Thực sự thì phải là sự trung hợp, trùng hợp chính xác mới đẩy cái cô trà mi hung tàn này ra biển đông được thì cũng cầu xin ơn trên độ trì cho chính xác như thế chưa tới nhưng mà tôi cũng xin gửi đến quý khán giả tiếng buồn trà mi gây kinh hoàng ở bên philippines ở tỉnh luzon xem những hình ảnh thì không thua gì sự phá hoại của yagi đối với việt nam mà nếu trà mi mà vào được đất liền các tỉnh miền trung của chúng ta thì khốn khổ vô cùng nhưng đó là tin buồn còn tin vui nhờ ơn trên độ trì nhờ những cơn gió lạnh từ bên tây tạng sẽ đi qua thì đẩy cái cô trà mi này ra biển đông tâm linh nhiều khi cùng với khoa học tạo một sự may mắn cho dân tộc việt nam đó là góc nhìn của tôi chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau